Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thu Quân để được ok. Và mình là Thanh Thủy. Anh Sơn vừa giật mình một cái vì cú vào video của mình quá bất ngờ. Quá bất ngờ. Phòng thủ quá hớ hênh. Đúng vậy. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả hỏi đáp số 60 của tuần này anh em ạ. Chúng ta đã đi một chặng đường và đó là khá là dài rồi đúng không ạ? Và ok, tuần này chúng ta sẽ có bao nhiêu câu hỏi nhỉ? 18 câu. 18 câu hỏi, tuần ít hơn tuần trước chút, tuần trước khoảng 22 câu. Thôi được rồi. Nhưng mà chúng ta cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi rất là hay từ các bạn, và anh em đừng quên là anh em có bất kỳ thắc mắc gì về laptop, quá trình sử dụng laptop có vấn đề gì, hay là anh em muốn mình tư vấn về laptop bất kỳ phân khúc giá nào, bất kỳ nhu cầu nào, thì hãy đặt ở phía bên dưới phần bình luận của mỗi video hỏi đáp của chúng mình. Và chúng ta sẽ gặp nhau tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 8 giờ hoặc 8 rưỡi anh em nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với cả câu hỏi đầu tiên của số hỏi đáp 60 tuần này thôi nhỉ. Yes, của bạn Nautilus Nemo gì đấy. Nautilus Nemo. Rồi, chào các AD, trong số hỏi đáp 59 hay anh chị có giới thiệu em Dell Inspiron 7440 hay 1. Nhưng AD còn nói là nếu máy chip AMD trong tầm giá đó có nhiều lựa chọn hơn. Thay AD tư vấn cho em có con nào có chip AMD, không Lenovo. Ok. Yêu cầu laptop văn phòng chip AMD hoặc là Intel 16GB. SSD512 hay 1T gì cũng được, có cảm ứng mỏng nhẹ, pin trâu, giá trên dưới 20, tối đa 22 triệu thôi, nhưng ưu tiên dưới 20, chủ yếu dùng Office, mở cùng lúc nhiều file và mở khá nhiều tab web cùng lúc. Em cảm ơn AD, chúc kênh và shop đạt nhiều thành công. Và bạn có thêm câu bên dưới, em sắp mua rồi ạ, nếu được hai AD giới thiệu giúp em hai con để dễ phân vân một tí. Ok, rồi hai con luôn, lên cho bạn hai con luôn. Okay. Thật ra thì tại cái thời điểm mà bạn hỏi cái câu hỏi đó ấy, thì chúng ta đang có một con, hai con cơ. Là con HP NVX 360 hay 114 inch. Con này thì có Ryzen 5 8640HS, sẵn RAM 16, giá 16.9 gần 17, xoay gập cảm ứng bị full nhôm, nhưng mà con đấy đến bây giờ hết hàng rồi. Con thứ hai nữa chính là con Asus ROG Flow X13, mức giá khoảng hơn 20 triệu một chút. Con đấy bây giờ còn hàng không vậy? Hình như còn một con. Con đấy còn một con thì phải. Đó. Ryzen 9 nhá. Ryzen 9 RAM 16 và cạc tích hợp cũng 780M thì khá là mạnh đấy. Về đấy là mình nói tại sao mà AMD chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn về hiệu năng mạnh mẽ hơn, nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại một chút là ở đây là gì. Bạn đang có cái nhu cầu là cảm ứng này, mỏng nhẹ này, pin trâu này, và dùng chủ yếu Office và mở nhiều tab cùng lúc, tức là ở đây chúng ta đang cần một con máy với cái hiệu năng đơn nhân nó mạnh mẽ một chút, đúng không ạ? Thì mình đang, cái tập lần trước mình có tư vấn cho bạn con Dell Inspiron 14 đấy, 7440 hay 1 đấy. Thì cá nhân mình đánh giá con đấy sẽ mang lại một cái trải nghiệm mát mẻ hơn so với cả hai con mình vừa liệt kê. Lý do tại sao? Nó sở hữu ở đây một con Ultra 7 dòng U. Và nó sẽ đáp ứng cho bạn cái nhu cầu gọi là văn phòng, nó sẽ rất là mượt mà. Và thêm nữa là nó lại còn nâng được cả RAM. Đây sẽ là điều mà rất ít những con laptop xoay gập làm được nhá. Gần như là không có luôn ấy. Khoan, hình như con này em review sao ấy nhỉ? Hình như thế, đúng rồi đó. Đúng rồi, quên mất. Chính xác. Mỗi tội là giá con Dell thì nó đắt hơn con HP kia vào khoảng độ 3 triệu. Nhưng mà nếu mà nằm trong budget của bạn và để cho tối ưu nhất cho nhu cầu văn phòng nhẹ nhàng, không cần yêu cầu hiệu năng quá cao bởi vì bạn đã có máy hiệu năng cao rồi. Chuẩn. Thì bạn có thể... Con đấy màu rất là xinh, kiểu màu ice blue, xong rồi nâng được RAM. Cái ưu điểm lớn nhất của nó là nâng được RAM. Mà ít laptop hay muốn nâng được RAM. Mà bạn lại còn yêu cầu là gì, mở nhiều tab. Đúng rồi. Thế thì bây giờ mình nghĩ cái việc nâng được RAM nó sẽ support được cho bạn lâu dài hơn. Chuẩn. Mình cũng nghĩ thế. Ok, vậy thì vẫn sẽ là ở lại với Dell nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng sang câu hỏi tiếp theo của bạn Úc Vịt 3631. Lốc 2024 Ryzen 7 7435 12GB 4050 của em khi vào chế độ ngủ được tầm 15 phút, sau khi muốn sử dụng lại máy thì nó chỉ nhấp nháy nút nguồn mà không lên. Em làm mọi cách như là gõ các phím, nhấp nháy và nháy chuột các thứ, nó vẫn nhấp nháy đèn nút nguồn, khiến em phải giữ nút nguồn để khởi động lại máy. Bị như vậy là do phần mềm hay là do chế độ sleep ạ? Em mới mua máy chưa được một tháng mà có hiện tượng như này rồi, nên em khá là lo. Mong bên Laptop World giải đáp giúp em với, em xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Okay. Thì cái trường hợp này là kiểu vấn đề chung của laptop Windows với bạn. Mình cũng gặp rất nhiều trên tất cả dòng laptop luôn, chứ không nói riêng gì con laptop của bạn. Đúng rồi. Đây có thể nói là một cái lỗi của Windows mà nó khá là phổ biến trước nay, mà chả hiểu sao mấy anh Microsoft không chịu fix cái lỗi này. Đó là lỗi sleep. Ok. Nói chung là mình thấy là không nên để sleep ở trên Windows lắm. Nếu như mà bạn không rời máy quá là lâu ấy, thì bạn có thể để chế độ Hibernate. Hibernate cũng rất là ok.
Hibernate thì nó sẽ có cái cách bật lại chế độ Hibernate riêng, bởi vì là mặc định thì trên những phiên bản Windows gần đây thì Windows người ta đã giấu cái Hibernate đấy vào bên trong. Và chúng ta sẽ phải vào trong control panel và chúng ta bật nó lại. Thì cái cách bật nó cũng khá đơn giản thôi, bạn có thể Google ngay ra vài bước thôi là có thể bật lại được. Là xong. Đấy, nói chung là để Hibernate thay vì sleep nhá. Rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Fam Crypto. Anh ơi, em dùng LOQ2024-3050 đang chơi LOL, tắt ra xem YouTube thì bị xanh màn, xong máy tự tắt, có phải lỗi phần cứng không hay chỉ là do update của Windows? Ok. Rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Xanh màn nhưng mà bạn phải xem ở đây là cái mã lỗi là gì, hay là nó chỉ đơn giản là nó hiện lên cái Windows update và chỉ thế thôi và máy khởi động lại. Thì nếu mà chỉ hiện Windows update không có vấn đề gì cả, nhưng mà nếu như mà nó hiện cái biểu tượng kiểu mặt buồn xong rồi màn hình xanh ấy, màn hình xanh chết chóc đấy, thì chúng ta phải chụp lại ngay, lấy điện thoại ra căn cái lúc nào bị xanh màn ấy, lấy điện thoại ra luôn, chụp lại cái màn hình đó, xem cái dòng dưới cùng của mình ấy có cái dòng stop code ở dưới cùng ấy, xem nó ghi cái mã lỗi là gì, cho chúng ta nhập nguyên cái mã lỗi đó lên trên Google và nó sẽ ra ngay cho chúng ta là lỗi đó là lỗi gì, và lúc này chúng ta mới có thể fix được. Bởi vì là màn hình xanh thì nó do rất nhiều nguyên nhân nha. Có thể do phần cứng, có thể do RAM, có thể do card, có thể do CPU, rồi có thể do xung đột giữa những cái phần mềm với nhau, vân vân, rất là nhiều lỗi, cho nên là nó có cái stop code ở dưới cùng ấy. Chúng ta hãy chụp lại và tìm kiếm thì nó mới có thể khắc phục được cái lỗi đó anh em nhá. Ok, và đó là câu trả lời của mình. Xong câu hỏi tiếp theo của bạn Tini Simpa, bạn này thì chúng ta đã gặp nhau trong số hỏi đáp lần trước rồi. Dạ chắc hỏi trong câu này thì em biết mình sẽ mua máy gì rồi ha đi. Rồi okay. Rất hy vọng bạn sẽ có thể lựa chọn được. 2D có thể so sánh giữa em ba con, nghĩa là Asus Gaming Viewbook K365ZF 634W, thứ hai là Asus Viewbook 15 OLED có mã là 467W, và thứ ba là Asus Viewbook 15 OLED có mã là 492W. Giữa ba con máy này thì con Viewbook S kia em rất mê, nhưng tiếc là budget của em không cho phép rồi. Nhu cầu của em thì vẫn như cũ là xem phim, nghe nhạc với cả LOL. Em cảm ơn 2D nhiều, chúc 2D sớm đạt 100.000 sub nha. Okay. Rồi xin mời Thủy. Cảm ơn câu hỏi của bạn, thì mình sẽ điểm qua một chút về ba con này nhá. Đầu tiên là con Gaming Viewbook sẽ có cấu hình là i5-12500H và RTX 2050. Tiếp theo là Viewbook 15 OLED 492W. Ok. Thì sẽ là i7-13700H, còn con còn lại là i5-13500H. Nói chung là với nhu cầu của bạn thì cũng nhẹ nhàng thôi, không cần đến RTX 2050 làm gì đâu. Chỉ cần một con CPU kiểu xem thôi cũng là đủ dùng rồi. Thì mình thấy là con 467W với i5-13500H là phù hợp rồi. Ok. Nhưng mà nếu bạn muốn kiểu hỗ trợ lâu dài thì có thể cân đối sang i7 đúng không? Đúng. Tại vì i7 vẫn nằm trong budget của bạn. Nó trang bị khác ở đây đúng mỗi con chip thôi. Đúng rồi, còn lại thì giống nhau hết, đều 2.8K OLED 120Hz. Chính xác. Hai con này thì đều có màn hình rất là đẹp nha. Còn con Gaming Viewbook thì sẽ là màn 65% HDRGB thôi. Xấu hơn một chút. Ok, như đấy, vậy thì bạn có thể cân nhắc một trong hai em đấy đều ok nhá. Rồi. Rất hy vọng là bạn sẽ tìm được máy. Hy vọng là câu hỏi hỏi máy cuối cùng. Okay. Tư vấn máy cuối cùng. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn là Luvide. Chào anh chị, tầm 27 triệu đang phân vân ba con. Đầu tiên là Neo 16, tiếp theo là Tuk Gaming A15 và Legion 5 Pro 7000. Anh chị so sánh ba con này giúp em không ạ? Cần sử dụng cho các phần mềm kỹ thuật và cũng thích thích Acer. Ok. Em cảm ơn ạ. Chúc hai chị một ngày tốt lành và kênh ngày càng phát triển. Rồi, rất cảm ơn bạn. Quay trở lại với câu hỏi luôn. Hai con mà mình đang phân vân nhất ở trong cái kèo này thì chính là con Acer Tuk Gaming 046W và con Legion 5 Pro 7000. Trong cái kèo này thì Legion 5 có CPU mạnh hơn nhưng mà nó là hàng xe cày. Còn với Tuf Gaming thì tuy là CPU yếu hơn đôi chút nhưng mà nó lại hàng chính hãng và bảo hành sẽ yên tâm hơn là khớ khớ nhiều. Nếu như mà bạn thích Asus thì mình nghĩ là múc luôn đi, không cần phải đắn đo gì nữa, nhưng mà nên kiên định với cái sự lựa chọn của mình nhé. Bởi vì là rất có thể là khi bạn mua một con hàng chính hãng thì đâu đó xung quanh sẽ có rất nhiều người lôi ra những con hàng sách tay với cái cấu hình nó kiểu vài lời đàm tiếu qua loa linh tinh kiểu dạng thế. Cho nên là bạn đừng bận tâm về những cái lời đó và hãy cứ kiên định với sự lựa chọn của mình đi. Đây sẽ là một con hàng chính hãng và mình nghĩ là chúng ta sẽ không cần phải hối hận gì trong quá trình sử dụng đâu. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Sẻ Đi Nắng. Ok, chào bạn. Em chào hai anh chị. Dạ cho em hỏi là trong tầm giá dưới 20 triệu thì có máy 14 inch cạc rồi, CPU khỏe, em vẽ CAD, vẽ AutoCAD đấy, lập trình mô phỏng và PLC. Em muốn máy khỏe nhưng tiện mang đi học. Rồi ok, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Thủy có recommend cho bạn Có một con rất là phù hợp với bạn là con Asus Tuk Gaming A14, CPU Ryzen AI 9HX370 RTX 4060. Okay. Nhưng mà bạn phải X2 bát rẽ của bạn lên. Chính xác. Hơn X2 bát rẽ của bạn lên thì mới có thể là xứng đáng với con đấy. Tại vì là cạc rời,
xong lại còn CPU khỏe nữa thì lại 14 inch. Giá này thì hơi khó không rồi. Có. Nói thực sự rồi. Là không có đâu bạn ạ. Đây là điều không tưởng. Không tưởng thật sự nha. Thì nếu mà chúng ta về AutoCAD ấy, thì chúng ta cần nhất là về CPU mạnh thì trong cái tầm giá dưới 20 chúng ta cũng sẽ có những con VivoBook 14 sở hữu i7-12700H nhưng mà không có cạc rời. Không có cạc rời. Thực ra là đợt trước có con VivoBook gì đấy nhưng mà chỉ có là 2050 và tầm i5-12500H thôi. Chính xác. Nhưng mà thực sự thì với cái nhu cầu này thì mình nghĩ là bạn sẽ bỏ đi nhu cầu cạc rời cũng được. Và trong cái mức giá này thì nó sẽ là hợp lý hơn. Đúng rồi. Chứ còn bảo là bắt buộc phải có một con cạc rời gắn vào một con 14 inch trong cái tầm giá này thì không có, không có. Thời điểm hiện tại thì hết rồi. Không còn nữa rồi. Thời điểm hiện tại hết rồi. Nếu mà có thể kiếm mấy con Zephyrus cũ ấy. Zephyrus G14 thì... nhưng mà thực sự là mình không đánh giá cao về cái khả năng tản nhiệt của nó lắm. Đấy. Đó, chúng ta có thể cân đối một vài con VivoBook A1405. Mình sẽ gắn link ở phía bên dưới phần mô tả của video này cho chúng ta quan tâm có thể tham khảo chi tiết hơn về giá cũng như về thông số máy nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Ordinary Nhi. Okay. Hello anh chị, em đang cần tư vấn một chiếc laptop phục vụ cho ngành thiết kế đồ họa 2D, edit animation cho người đi làm trong năm 2025 sắp tới. Khá kỹ về độ hiển thị giải màu vì có liên quan một chút tới in ấn. Em ít chơi game và chủ yếu làm việc bắt dép loanh quanh 25-30. Nếu kênh chọn bình luận của em để lên sóng thì em rất cảm ơn và chúc kênh mãi trường tồn và phát triển mạnh mẽ. Em cảm ơn. Bên dưới có thêm là em có thể cố thêm 3-5 triệu nếu cần thiết. Ok, rồi. Rất cảm ơn bạn. Rất là đáng yêu. Trước tiên thì với câu hỏi này của bạn, mình chưa thấy bạn đề cập đến vấn đề là quan trọng về trọng lượng hay không. Nếu bạn là một bạn nữ thì rất có thể là chúng ta sẽ cần liên quan một chút tới trọng lượng. Nhưng mà ở đây thì trước tiên mình xin phép tư vấn cho bạn một cái gì đó nó tối ưu nhất về cái hiệu năng đi. Cấu hình và hiệu năng trước đi. Thì với nhu cầu rất song sinh của bạn, có thể cố được thêm 3-5 triệu thì mình chỉ cần bạn cố lên tầm độ 2 triệu rưỡi thôi. Là chúng ta đã múc được ngay một con Lenovo Legion 5 16 ERX9 rồi. Cấu hình i7 14650HX, RAM 16 và SSD 512, RTX 4060. Màn 16 inch 2.5K, phủ màu 100% sRGB và độ sáng tối đa là 380 nit với màn IPS LCD và đây là một con màn màu sắc chuẩn in ấn. Thì cá nhân mình thấy đây là một con màn uy tín cho cái nhu cầu công việc của bạn. Tuy nhiên thì nếu bạn là một bạn nữ cần một con máy kiểu nhẹ nhàng làm 2D kiểu animation cái thứ nhẹ nhàng và qua một vài những phần mềm mà không yêu cầu tới hiệu năng cạc đồ họa quá nhiều thì có thể cân đối sang con Asus VivoBook S14. Cũng là một con máy M5406 VGA gì đó. Con đấy màn 3K đúng không? Con đấy màn 3K thì gọi là chuẩn in ấn Pantone các thứ luôn. Ryzen AI 9HX370 thì cũng là một con CPU mang lại hiệu năng rất mạnh mẽ cho nhu cầu 2D. Con đấy 32GB nhỉ? Thì nó lại là một con máy kiểu mỏng nhẹ hẳn luôn, chỉ có 1,3 cân thôi. Còn con Legion này vào khoảng độ 2,3 cân, nó chênh nhau khoảng 1 cân. Nói chung là bạn không cần những cái phần mềm quá là nặng mà thiên về RTX ấy, thì bạn sẽ chọn con VivoBook S kia. Còn nếu như mà thiên về kiểu cần render một chút hay là nói chung là thiên về các đồ họa ấy, thì lấy con Legion 5. Thực ra thì con Legion 5 này nó mang lại hiệu năng gần như là tổng thể toàn diện luôn. Một con i7 Gen 14 dòng HX và quá một con 4060 nó gọi là quá mạnh mẽ luôn ạ. Và nếu mà nữ dùng Legion thì cũng chất mà. Đúng rồi, chất mà. Quá chất luôn. Ok rồi, câu hỏi tiếp theo nha của bạn lại gì đó. Hơi khó đọc tên thì phải. Xin lỗi bạn nhá. Chào hai anh chị, em xin phép vào thẳng vấn đề. Em là tân sinh viên, budget mắc khoảng 35 triệu, nhu cầu là Asus Arbitrix hoặc Zephyrus. Anh chị có thể đề xuất cho em và có những thông tin khuyến mại gì không ạ? Nếu ok thì em múc luôn trong tuần. Chúc ngày đây nhiều sức khỏe và kênh ngày càng phát triển. Rồi. Ok, rất là thẳng thắn. Rất cảm ơn bạn. Rất thẳng thắn luôn. Tuy nhiên rất thẳng thắn nữa, tôi không nói nhu cầu. Sao không nói nhu cầu vậy? Thì không biết là nhu cầu của bạn đang là gì đây. Kiểu bạn thích kiểu máy như thế nào? Hay là nhu cầu của bạn kiểu thiên về CPU, thiên về hiệu năng tản nhiệt hơn, hay là thiên về kiểu có thể mỏng nhẹ được? Thì bởi vì là hai con này nó hướng đến hai đối tượng khác nhau ấy. Zephyrus sẽ thiên về laptop hiệu năng cao, mỏng nhẹ. Đấy dạng thế. Còn Acer Rockchick là kiểu hầm hố, tản nhiệt, vừng vừng các thứ đó. Ok, thì không biết là nhu cầu, tóm lại không biết nhu cầu của bạn đang là cái gì. Nếu như mà trọng lượng không phải là vấn đề và thích hiệu năng mạnh mẽ nhất thì sẽ là Arbitrix G16. Và trong cái tầm giá này đúng là chúng ta cũng đang có hai con này thật. Hôm trước mình mới làm top tổng hợp cho anh em. Chắc trong bạn, mức bạn giá xem video ở đấy, mức giá khoảng 33 triệu đấy. Thì có thể đúng là sẽ có hai con này. Và
mình cũng đã nói rất là kỹ về từng cái ưu và từng cái nhược điểm của từng con máy trong video rồi. Mình sẽ gắn link hai con đó ở dưới bên dưới phần mô tả của video này nhá. Thì đúng như Thủy đã nói đấy, Zephyrus nó sẽ thiên về một con máy với thiết kế gì đó, nó thiên về cái mảng kiểu hoa mỹ hơn, đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, chỉ 2 cân thôi. Tản vẫn là gọi là đủ mạnh nhưng không phải là quá căng thẳng như là Audi Trix G16. Còn Trix thì nó cho chúng ta màn vừa đẹp, tần số quét cao, rồi là lại còn cấu hình mạnh, tản nhiệt rất căng với 3 quạt nữa. Sẽ là một con máy đáp ứng được là hiệu năng rất tốt anh em nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo nhá của bạn VBBBBBH. Chào 2D tư vấn giúp em một con lắp mỏng nhẹ, màn hình đẹp, cấu hình mạnh nhất, có thể giá khoảng 20 triệu không quan trọng, hàng cũ mới xách tay hay bạn sản xuất năm cũ gì hết ạ? Rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Trong cái tầm giá này thì lấy đâu ra vừa mỏng nhẹ còn vừa mạnh vừa màn đẹp nữa bây giờ hả? Đấy, giống kiểu bạn bên trên bảo. Hay là bạn này lấy nick khác comment y hệt như thế. Vậy. Nhu cầu vừa giống bữa chết cũng giống luôn. Ảo mà thật đấy. Cơ bản là không có nhá. Và nếu mà hàng mới thì chúng ta sẽ phải bỏ đi một chút về cái nhu cầu mỏng nhẹ. Thì mình đang có con Lenovo Lock 15, ARP9, Ryzen 7, 7435HS, RAM 16, RTX 4050, màn 100% RGB, 144Hz. Còn laptop vua thì để mà bỏ hỏi hàng cũ thì laptop vua không có hàng cũ. Bên mình chỉ bán hàng mới thôi. Đúng rồi, chỉ có hàng mới thôi nhá, mới tinh tinh anh em nhá. Và link con máy mình vừa kể trên thì bên dưới phần mô tả anh em có thể tham khảo nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo đi, của bạn Su-e. Em chào anh chị. Cho em hỏi là giờ Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 chip Xeon có ngon trong tầm giá 20 không ạ? Em cảm ơn trước, ngày hôm học bằng công viên, đang muốn thiên về vi mạch. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái con ThinkPad P1 Gen 3 này có phải cấu hình là Intel Core Xeon W1855M V Pro, RAM 32 DDR4, SSD 512, màn hình 15,6 inch IPS 4K 400 nits. Với lại các đồ họa là Quadro T2000 đúng không? Chắc là một con workstation, workstation. Con này thì tầm 1,8 cân anh ạ. Nói chung là để làm việc thì cũng ok đấy. Ok. Nếu mà thiên về ngành vi mạch thì mình đánh giá đây cũng là một combo cấu hình. Nó thiên về làm việc là tốt nhất thời điểm hiện tại cho đúng bạn rồi. Trong cái tầm giá. Còn để mà cho nhu cầu giải trí khác thì hoàn toàn là không đáp ứng được một chút nào cả. Mà nó chỉ thiên về nhu cầu công việc thôi. Và về cái cấu hình này thì đúng là thời điểm hiện tại để mà tìm một con máy với hiệu năng mạnh mẽ hơn cho cái nhu cầu làm việc thì cũng đang là hơi khó. Còn nếu như mà kiểu bạn có thêm tạp một chút, ví dụ là có chơi game này, thì những cái con card Quadro này nó chưa thực sự là phù hợp cho lắm. Thực sự là không phù hợp luôn, không phải. Đó là câu trả lời chúng mình. Có thể sử dụng được, nhưng mà đây có lẽ là một con máy cũ rồi, và chúng ta sẽ phải check test một cách cẩn thận kỹ càng hơn nhé. Hoặc ngành cái gì vi mạch được, mình cũng có tra qua thì nó có thể xử lý được. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Trần. LQ em có tham khảo một con i5-12450HX 3050 và Ryzen 7 7435HS 4050 thì cái nào có mức pin trâu hơn vậy ạ? Em nghe con Ryzen 7 bị ngắt iGPU mà cần mang lên lớp sử dụng. Trời, cái con Ryzen 7 7435HS đấy bọn mình cũng có video test rồi đấy. Thì khi mà rút sạc á, các đồ họa hầu như là không hoạt động luôn. Và CPU thì ăn siêu siêu ít điện, nên là bảo là nó kém hơn con i5-12450HX thì không phải. Nên là bạn cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Với lại là con phiên bản R7 kia đi với 4050 cơ mà, thì tội gì mà không chọn con mạnh hơn đúng không? Nếu mà có thêm kinh tế cứ chọn con mạnh hơn thôi. Ok. Rồi, câu hỏi pin dung lượng vẫn giống nhau đúng không? Chẳng khác gì. Đúng vậy, vẫn như thế thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vương Phạm Văn 285. Xin chào 2D, đang muốn sắm con Acer Vivobook S14 với Core 5125H, 16GB 1T, 14 inch 3K. Okay. Nhưng mà có dịp trải nghiệm mình thử mở 10 tab YouTube trên Chrome, đo nhiệt độ CPU tầm 7x độ, nhưng phần phía trên mặt C gần tản nhiệt thực sự là nóng. Theo mình cảm nhận là ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Mình nghĩ sẽ không thoải mái khi sử dụng laptop với mặt C luôn nóng như vậy. Cho mình hỏi có phải thật sự như vậy không, hay do hôm đấy mình dùng thử chúng con giỏm. Mình okay. Cảm ơn. Trước tiên là làm rõ vấn đề một chút. Con máy này là một con máy phun vật liệu hợp kim nhôm, và cái việc tản nhiệt thụ động của bề mặt là việc rất dễ bắt gặp. Vấn đề thứ hai thì chính là 7x độ trong 10 tab YouTube là tương đương với cả việc mình đang chơi Valorant hoặc là CS2 rồi. Mà hai con game đấy thì nó đang bơm tối đa trên các đồ họa vào khoảng độ 35 đến 38 watt điện. Vậy thì mà nó cũng đang trong ngưỡng khoảng độ 75 đến 76 độ cho hai tựa game mình test vừa xong nhá, mình có show dẫn chứng trên màn hình cho anh em xem luôn. Mà bạn mở YouTube thôi mà đã 7x độ rồi. Là bạn mở YouTube 4K toàn 10 tab 4K hay gì mà nó nặng đấy nhở? Mình cũng đang khá là thắc mắc, không biết là nếu mà chỉ mở YouTube Full HD hoặc HD thông thường ấy thì nó sẽ
nó sẽ kiểu ở mức rất là chill chill thôi, rất là nhẹ nhàng mà thôi. Nếu mà chúng ta thực sự là mở 10 tab 4K thì đúng là kể cả laptop gaming chăng nữa nó cũng sẽ kiểu quạt nó rú vận hành một cách rất là căng, chứ không riêng gì là Ultrabook đâu. Và lưu ý giúp mình để cho máy nó mát nhất có thể thì chúng ta có thể vào trong My Assert chuyển chế độ quạt sang full speed mode, rồi là kê gầm máy lên một chút, chịu khó kiếm một cái vật gì đó, quyển sách chẳng hạn, kê phần gầm máy lên để cho máy nó vận hành quạt một lúc, luồng gió mát đưa vào thì cái nhiệt độ tổng thể lúc này nó sẽ mát trở lại. Và lưu ý giúp mình nữa là trước khi sử dụng ấy thì update hết tất cả mọi driver trong Windows update lên giúp mình để cho máy nó không bị chạy ngầm update, thì lúc này nó cũng không tỏa ra một cái nhiệt độ quá nhiều gây cho người ta cái nóng ở trên bề mặt anh em nhá. Đấy là những cái lưu ý khi mà sử dụng laptop mát, bởi vì là thường ấy mua máy về chúng ta không để ý những cái điều đó mà cứ kệ thế thôi, cứ kệ thế dùng thôi thì nó chạy ngầm Windows update nó sẽ khá là nóng. Đúng rồi, phải update hay lên rồi. Ấy. Còn nếu mà bạn có ý định là mua máy về để xem 10 video YouTube 4K cùng một lúc ấy thì mình khuyên thật là nên mua laptop gaming. Chứ còn những con Ultrabook RAM 16GB thì nó sẽ phần nó hơi đuối. Nhiều khi là mở 4K 16GB RAM ở trên máy trên Chrome nó còn chả đủ. Nó phải swap sang RAM ảo, thì lúc này nhiệt độ của SSD, nhiệt độ của RAM, nhiệt độ của CPU lúc này nó tăng rất là cao, nó sẽ gây ra nóng anh em nhá. Ok, đấy là câu trả lời của mình. Sang câu hỏi tiếp theo luôn. Ok. Lại là bạn ấy à? Lại là bạn Nemo à? Ở bên trên đúng không? Rồi. Em đang dùng máy thì cái màn hình nó đen, bấm nút nào cũng không sáng lên, chờ tầm 10 phút cái em nhấn nút nguồn tắt luôn. Lúc khỏi khởi động lại nó hiện màn hình xanh tầm 4 giây. Em chưa kịp đọc nó là gì thì nó hết xanh. Em bị 2 lần rồi và em chưa bật máy lại từ lúc đó, có cần phải đem máy đi kiểm tra không? Bạn hỏi là con Legion In 7000P 2024. Ok. Rồi. Trước tiên là rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên thì hình như là cũng giống bên trên đúng không? Trước tiên là bạn giúp mình bật lại máy đi. Căn cái lúc mà nó hiện lên màn hình xanh ấy, chụp lại cho mình cái stop code ở dưới cùng, cái hàng dưới cùng ấy. Để xem mã lỗi nó là gì. Và như bên trên mình có hướng dẫn ấy. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái mã lỗi đó trên trình duyệt trên Google để xem là nó ra cái mã lỗi chúng ta nó đang gặp vấn đề phần cứng hay là phần mềm, hay xung đột Windows, xung đột phần mềm hay bất kỳ vấn đề gì khác. Tất cả các lỗi màn hình xanh ấy thì chúng ta bắt buộc phải có mã lỗi thì chúng ta mới tra ra được xem nó là lỗi gì mới fix được nhá. Còn máy mới mua mình nghĩ là vẫn còn bảo hành. Bản Legion i7000P 2024 thì vẫn còn bảo hành đúng không? Đúng rồi. Và bạn nên mang đi kiểm tra đi. Bởi vì là cái việc mà dùng 4 giây, xanh màn có 4 giây lập tức sập luôn như thế thì mình nghĩ là phần cứng đấy. Mình nghĩ khả năng cao liên quan đến phần cứng nhá. Nên mang đi kiểm tra sớm. Câu tiếp theo của bạn Cường Hoàng. Bạn hỏi là ADCHAM hỏi học an toàn thông tin có chơi Genshin Impact setting thấp, trung bình đều được. Trong tầm giá loanh quanh khoảng 15, không có nhiều. Thì em thấy có HP Victus 15 này, 2063DX, Ryzen 5, RAM 8, RX 5500M. 6550 mà. À 6550M, sorry. Không biết có con máy nào ok hơn không? Anh chị có thể tư vấn giúp em. Rồi, xin mời Thụy. Theo mình thấy là con này trong tầm giá là ok rồi đấy. Ok đúng không? Cũng ok rồi. Mình nghĩ là nên múc thôi. An toàn thông tin, đúng không? Thật ra thì đây không phải là một ngành học yêu cầu quá nhiều về CPU hay là GPU, mà quan trọng đây là nhu cầu bạn chơi game thôi. Muốn chơi game mượt mà thì con RX 6500M 6550M này là ok rồi, hiệu năng đủ tốt. Ok rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Khoa. Trao xìn 2D tầm giá 23 triệu, nhu cầu là lập trình mảng nhúng, sử dụng các app như Photoshop, CapCut, Illustrator, thường xuyên sử dụng Edge và Chrome nhiều tab, có chơi game GTA 5, LOL, FCO, build tạm ổn một tí và RAM có thể nâng cấp được càng tốt, đang sử dụng con GF63T9RCX, đang có nhu cầu nâng cấp, mong được tư vấn. Chúc 2D thật nhiều sức khỏe và kênh ngày càng phát triển, sớm đạt 100k sắp. Ok. Mình xin cảm ơn. Rất cảm ơn lời chúc của bạn cũng như câu hỏi. Chắc là bạn đang hướng tới một con laptop gaming thì phải. Trước thì đã dùng GF63 rồi thì bây giờ bất kỳ con laptop gaming nào có lẽ cũng sẽ làm hài lòng được bạn thôi. Từ TUF Gaming cho tới Lock 15 thì mình nghĩ là nó gọi là bố của GF63 luôn rồi. Cho nên là có thể cân nhắc những con máy này trong cái tầm giá khoảng 20, 21, 22 triệu đều có nha. Và link thì có lẽ chúng ta cũng đã có bên dưới phần mô tả của video này rồi. Thêm nữa là bạn có thể cân đối sang cố lên một chút thì lấy con này. Con này là con Acer Nitro V15789G. Con này đang có cấu hình là mạnh nhất trong mức giá dưới 25 triệu, cụ thể là 24390. Chúng ta đang có ở đây một con i7-13620H, một con i7 và RTX 4060 luôn. Hiệu năng của nó thì đúng là hủy diệt luôn, mức giá hủy diệt luôn. Với cái combo này hiệu năng nó là quá khủng luôn nhá. Nếu mà cố được, còn không thì Lock hoặc là TUF đều là những cái option không tệ một chút nào trong cái tầm giá này. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Lê. Dạ, cho em hỏi tầm giá
dạ cho em hỏi em cần mua máy bền trên dưới 20 triệu. Em có đang để ý con Lock và đang phân vân giữa hai phiên bản là i5 3000 và phiên bản Ryzen 7 4000. Câu hỏi này hỏi nhiều, nhiều anh em thắc mắc chung lệch nhau tầm 2,5 thì có nên chọn phiên bản nào? Em đang học tự động hóa và có nhu cầu nghiên cứu thêm về code và đồ họa và không biết tầm giá này con nào ngon hơn ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Một con là chính hãng, một con là cho nên là thầy có thể recommend cho bạn. Cái này thì nó sẽ, nói chung là bạn thích kiểu thiên về cấu hình dùng được lâu về dài ấy thì mình sẽ chọn bên bản 4050. Tuy nhiên thì bên đấy nó sẽ chỉ có mắc bảo hành là 1 năm thôi. Còn bên bản i5-12-450HX kia thì nó sẽ được bảo hành là 2 năm chính hãng. Đấy, hai con đấy khác nhau như thế, chắc bạn cũng sẽ có sự phân vân. Thực ra về có cái nhu cầu tự động hóa và thêm về code hay đồ họa thì con i5-12-450HX và 3050-6GB vẫn đáp ứng được cho bạn. Tuy nhiên thì là bản thân mình hay là mình nghĩ là tất cả anh em cũng mong muốn là một cái máy mà nó thừa một chút. Chúng ta mua thừa một chút đấy. Thật ra thì với cá nhân anh nhá, thì anh thấy là hiệu năng của hai con CPU là đang kiểu gần ngang nhau rồi này. Trong khi đó thì hiệu năng của card đồ họa 4050 nó cao hơn, còn một bên thì là hiệu năng card đồ họa thấp hơn nhưng mà lại thiên về hàng chính hãng. Thì bây giờ chúng ta lại nhắm tới cái nhu cầu ở đây là gì? Nhu cầu bạn chơi game nhiều không? Nếu bạn chơi game nhiều nên chọn 4050. Nếu bạn không chơi game nhiều mà muốn ổn định, muốn bảo hành dài thì 3050 và i5 hàng chính hãng. Và tóm gọi lại chỉ có vậy thôi. Rồi. Rất đơn giản đúng không ạ? Câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay của bạn Thuận Thiên Nguyễn. Chào hai anh chị, cho em hỏi cấu hình nào của IdeaPad 5 Pro và giá khoảng 19-20 không? Em không cố thêm tài chính được, hoặc nếu Tết hay Giáng sinh có được giảm giá lớn không ạ? Ok rồi, rất cảm ơn câu hỏi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên thì mình sợ là máy không kịp hàng để tới Tết, chờ tới Tết hay là Giáng sinh để mà giảm giá nữa cơ. iPad Pro 5 thì tốc độ ra hàng là rất nhanh, bản 16 inch 2023 bây giờ là một con máy rất là hot mà. Đúng rồi. Và bên mình thì đang bán giá kịch sàn luôn rồi. Cho nên là nếu như mà không cố được thì chắc là mình nên nghĩ là bạn cân nhắc sang chuyển sang mấy con Lock 15 nhỉ. Lock 15 i5-12450H và RTX 3006G đi, thì về cái trải nghiệm tổng thể nó vẫn là sướng. Trải nghiệm tổng thể nó vẫn là sướng. Màn đẹp, build ngon, cứng chắc, trải nghiệm ổn và tản nhiệt mát, mà giá thì đúng trong budget bạn đưa ra. Ngoài ra nó còn nâng cấp được cả RAM. Đúng rồi. iPad Pro 5 thì không nâng được RAM. Bù lại thì nó có build ngon, cứng chắc, đoạn màn sắc nét, nhưng mà nếu mà tổng thể những thứ đó bạn không quá cần mà lại muốn một cái mức budget tối ưu nhất thì Lock 15 sẽ là một cái option chắc chắn chúng ta không nên bỏ qua. Đúng vậy. Ok, và đó là câu trả lời của chúng ta trong số hỏi đáp 60 tuần này, câu trả lời cuối cùng trong video này. Vậy thì không biết là những cái câu trả lời của chúng mình có đủ để làm hài lòng cho các bạn hay không? Và những bạn bị lỗi màn hình xanh ơi, đừng quên là chụp lại mã lỗi và comment lại giúp mình phía bên dưới video này nếu mà chúng ta không thể tra ra được lỗi và không thể tự fix được nhá. Thì có thể giúp mình ghi lại cái mã lỗi một lần nữa phía bên dưới cái số hỏi đáp 60 tuần này để chúng mình có thể gặp nhau trong số 60 tiếp theo. Ok, rất cảm ơn câu hỏi của các bạn trong số 60 này, rất nhiều câu hỏi hay và thú vị. Vậy thì anh em có đang còn thắc mắc gì nữa hay không? Đang muốn chúng mình tư vấn thêm về laptop nào nữa hay không? Nhớ đặt lại phía bên dưới comment nhá. Rồi bây giờ cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ chúng mình. Nếu cảm thấy video đã hay và bổ ích, đừng quên cho laptop một like, một sub, nhấn nút chuông không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.